Đây, ranh giới là gần như là để ba mặt. Đây, đây là mặt phía sau của mình đây, cũng tiếp giáp với một mảnh vườn của nhà hàng xóm. Cũng đã được có trụ rồi, cũng đã rào lưới B40 hết luôn rồi anh chị ơi. Rất đẹp. Em Hùng 179 xin kính chào quý anh chị. Mến chúc quý anh chị ngày mới thật là nhiều năng lượng tích cực, nhiều niềm vui và nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay thì em Hùng đang có mặt ở thôn Lỗ Gia của xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh. Và con đường bê tông ngay phía sau lưng của em Hùng là một con đường bê tông hiện trạng rộng 5,5 m, trong tương lai sẽ quy hoạch mở rộng 10 m. Và khu vực em Hùng đang đứng đây thì xung quanh làng xóm đây là nhà vườn rất là nhiều luôn anh chị. Dạ. Và ngay vị trí này em Hùng có một lô đất mà gia chủ đã ký gửi cho bên Hùng bán. Lô đất này có tổng diện tích là 488 m² với chiều ngang 12 m hướng tây nam, phù hợp với tất cả anh chị những người hợp mệnh tay thứ trạch. Và để trước khi vào review, em Hùng kính mong anh chị hãy cho em Hùng xin một like, trước là để ủng hộ tinh thần cho em Hùng, sau là giúp cho thuật toán kênh YouTube hiểu được rằng là những video khi em Hùng đăng tải lên kênh YouTube là những video mang lại nhiều giá trị và tích cực cho cộng đồng để được YouTube đề xuất hơn với nhiều người xem. Em Hùng xin chân thành tri ân và cảm ơn tình cảm của anh chị dành cho em. Và bây giờ em Hùng xin phép mời anh chị mình đừng rời mắt màn hình, hãy xem hết video để coi thử em Hùng review bất động sản này như thế nào nhé. Và em Hùng xin giới thiệu đến cho toàn thể quý anh chị, đây là tổng quan lô đất 488 m² mà em Hùng sẽ review để gửi đến cho cả nhà mình. Lô đất của mình với chiều ngang là 12 m và chiều dài là 36 m, trong đất đã có 60 m là thổ cư, phần đất còn lại là đất trồng cây lâu năm, cũng đã được quy hoạch đất ở luôn rồi nha anh chị. Dạ. Và lô đất của mình ranh giới thì đã rất là rõ ràng rồi. Cạnh bên này thì chúng ta sẽ tiếp giáp với lại một ngôi nhà vườn mới xây, cũng đã có trụ và hàng rào lưới B40. Còn cạnh bên phía tay trái của em Hùng cũng đã giáp với lại lô đất nhà vườn của hàng xóm, cũng đã được rào lưới B40 hết rồi. Về thế đất thì em Hùng thấy là tương đối là bằng phẳng. Trong đất thì đã có một vài cây dừa xim lùng cũng như là một hai cây bưởi nhỏ ở phía sau. Thì chút nữa em Hùng sẽ đi vào phía sau để review cho cả nhà mình nha. Dạ. Em quay sơ qua tổng quan của khu vực làng xóm của mình thì sát bên của mình là có một ngôi nhà vườn rất là mới, vừa xây dựng xong luôn. Ở kế bên là nguyên một mảnh vườn bưởi cực kỳ đẹp. Đối diện của lô đất mình thì có thêm một cái nhà vườn nữa. Thì khu vực này nhà vườn rất là nhiều nha anh chị. Con đường bê tông trước đất mình là một con đường bê tông hiện trạng rộng 5,5 m, trong tương lai sẽ quy hoạch mở rộng 10 m. Và lại một con đường thông. Từ đây thì chúng ta di chuyển ra lại Hương lộ 39 theo hướng tây của em là chỉ khoảng tầm 1,5 km thôi. Anh chị mình đi tới ngay chỗ ngã tư này, rẽ qua bên tay trái là mình sẽ đi ra Hương lộ 39. Còn khi cả nhà mình muốn di chuyển về lại trung tâm của xã Suối Tiên là khoảng tầm 2,5 km, cách thành phố Nha Trang, cách trung tâm thành phố Nha Trang là khoảng tầm 23 km nha cả nhà. Dạ. Và đây là con đường thông nè, con đường này chúng ta sẽ đi bọc ngược ra lại ngay trục đường chính luôn. Phía trong này sẽ có thêm nhiều cái nhà vườn như thế nữa. Và mảnh vườn sát bên lô đất mình là một mảnh vườn trồng dừa sim rất là nhiều luôn cả nhà ơi, trái không là trái luôn. Đấy, em Hùng dẫn cái nhà mình đi về phía trong nha. Đây, đây là cây dừa bên phần đất của mình nè, dừa sim nè cũng đã có trái rồi, còn cây dừa bên hàng xóm thì trái quá trời luôn anh chị. Đấy, cái nhà mình thấy là nguyên cái một buồng dừa luôn, phải là 4 5 buồng. Nếu như mảnh đất này thì anh chị mình mua về để mình sở hữu, mình làm nhà vườn á, mình chăm sóc thêm những cái cây hiện trạng đã có sẵn như thế này rồi thì em nghĩ là cây nó sẽ tươi tốt hơn rất là nhiều. Em Hùng đang đi về phía trong đây. Thế đất ở trong này rất là bằng phẳng luôn anh chị. Cây cối cỏ tương đối là rất là tốt nha cả nhà. Xung quanh của mình thì đã có làng xóm này, đã có ranh giới rõ ràng rồi nên là mình sẽ không có lo ngại gì về vấn đề mà trồng ranh hay lấn ranh nha anh chị. Đất bằng phẳng. Chu tre ơi gà. Quá trời gà luôn. Phía sau này hàng xóm mình. Trời ơi gà qua đây. Thì ở mặt sau này thì chúng ta có một cây sồi nè và 4 5 cây bưởi con nha anh chị. Bên này thì có một cây bưởi rất là lớn rồi, cây bưởi này để có trái rồi nhưng mà không có ai chăm sóc nên cây cối trụi lủi anh chị ơi. Trái thì quá quá nhiều nhưng mà lá thì không có, chắc là gà mổ hết rồi. Đấy. Lô đất của mình có hướng là tây nam nha anh chị. Những anh chị nào mà hợp mệnh hướng tây tứ trạch thì lô đất này sẽ rất là phù hợp với mình luôn. Những hướng tây tứ trạch thì trong đó có hướng tây nam, tây bắc và hướng đông bắc cả nhà. Sổ hồng là pháp lý là để chỉnh chu hết rồi. Rồi để em Hùng tìm cái đường để em Hùng đi ra phía sau ở ranh giới của mình để em Hùng review nha anh chị nha. Dạ đây. Đây, đây là phần sau của lô đất mình nè cả nhà. Đây, ranh giới là gần như là để ba mặt. Đây là mặt phía sau của mình đây, cũng tiếp giáp với một mảnh vườn của nhà hàng xóm. Cũng đã được có trụ rồi, cũng đã rào lưới B40 hết luôn rồi anh chị ơi. Rất đẹp. Thế đất của mình rất là vuông vắn luôn. Đó, đây là cây bưởi nè, rồi cây sồi nè. Ở sau là còn cây bưởi nữa.
Thì trên đất của mình thì em Hùng thấy là có khoảng tầm 5 cây bưởi, một cây xoài và khoảng tầm 5 cây dừa xiêm lùng. Thế đất thì bằng phẳng cao ráo. Lô đất mình tọa lạc tại thôn Lỗ Gia của xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa nha anh chị. Xã Suối Tiên là một xã mà khí hậu cũng như là thổ nhưỡng ở đây là cực kỳ tốt. Khu vực trên Suối Tiên này thì rất là nhiều anh chị làm ăn kinh tế ở dưới thành phố Nha Trang rồi về đây để mua và làm những cái ngôi nhà vườn. Thứ nhất là về trên này là đất bằng phẳng, thứ hai là sẽ không có bị tình trạng ngập lụt, thứ ba là giá hiện trạng là còn đang rất là tốt và người dân ở đây thì cực kỳ hòa đồng, cực kỳ thân thiện luôn anh chị ơi. Đấy, em Hùng cũng review sơ qua như vậy. Về ranh giới thì anh chị mình xem video anh chị mình cũng đã cảm nhận được rồi, ba mặt chúng ta đều đã có ranh giới cực kỳ rõ ràng từ mặt trái mặt phải cho tới mặt hậu luôn, và trong đất thì rất là bằng phẳng, cây cối cỏ xanh như thế này. Đấy, từ đây thì chúng ta nhìn ra ở phía trước đường mình đây, hàng xóm của mình luôn cả nhà. Ở đây là điện và nước đầy đủ luôn rồi nha anh chị. Ở đây là sử dụng nước máy bình thường nha cả nhà. Ở điện là điện trước ngay cây trụ điện của mình luôn nè. Để em Hùng ra em Hùng review cái đoạn này cho cả nhà mình xem và dễ hình dung. Khu vực này thì người dân sử dụng nước máy luôn. Thứ nhất là bên này chúng ta sẽ có một cây trụ điện để mà khi anh chị mình xây nhà mình sẽ kéo công tơ điện ngay vị trí này luôn cho nó gần. Đoạn phía dưới kia cũng có nhưng mà em Hùng quay lâu này cho nó gần hơn nè. Đấy. Đây là cái khu vực để kéo đồng hồ điện nè. Dưới này là khu vực internet. Cả nhà mình mua là mình xây nhà là mình kéo điện và internet ngay tại vị trí này luôn. Rất là tiện luôn anh chị ơi. Giờ này em Hùng đang quay thì khu vực này là cực kỳ yên bình luôn. Đây, nhà vườn đẹp quá luôn. Quá là tuyệt vời. Rồi, lô đất của mình là đã có 60 mét là thổ cư rồi nha anh chị. Nếu như mình mua thì mình có thể mình đăng ký để mình chuyển đổi thêm thổ cư của mình. Đây, chiều ngang 12 mét. Rất rộng rãi luôn. Anh chị mình làm một cái nhà vườn giống như ngôi nhà hàng xóm này thì không còn gì mà chê luôn á. Chừa cái sân rộng rãi ra, rồi chúng ta xây nhà ở phía sau. Tận dụng những cái cây ăn trái có sẵn trong đất, chúng ta có thể chăm sóc bồi bổ thêm. Wow. Về lô đất của mình thì sẽ quy hoạch đường rộng thành đường 12 mét và sẽ bị mất một chút ít là đất quy hoạch giao thông nha anh chị. Dạ. Là nếu như mà con đường này quy hoạch mở rộng 10 mét ra thì lô đất của mình sẽ còn lại là 456 mét nha cả nhà. Hiện trạng là 488 mét, sau khi quy hoạch sẽ còn lại là 456 mét. Em Hùng quay sơ một chút xíu ở phía vườn này tại em Hùng thấy đẹp quá. Em quay để cho anh chị mình cùng cảm nhận với em Hùng. Và nó là rất đẹp. Trời ơi, đất bằng phẳng mà vườn tược xanh như thế này. Cái này mà em Hùng nghĩ rằng là nếu như anh chị là những người làm kinh tế ở dưới thành phố đang mong muốn tìm kiếm một cái mảnh đất để mình làm một cái nhà vườn biệt thự, thứ nhất là để cho bố mẹ ở, thứ hai là nhiều khi cuối tuần anh chị về chơi cùng với bạn bè thì em Hùng thiết nghĩ nó quá là tuyệt vời luôn. Đây, bên này cũng là một cái nhà vườn nữa nè cả nhà, quá trời trời là nhà vườn luôn. Còn gì bằng hơn nữa khi mà chúng ta về đây cùng nhau ở một khu vực mà thứ nhất là rộng rãi, thứ hai là yên tĩnh và thứ ba là xung quanh toàn là những nhà vườn cùng một cái hệ tư duy như thế này nữa, em Hùng thiết nghĩ là không còn gì có thể bằng hơn. Đường xá thì giao thông là cực kỳ thuận tiện, đường xe ô tô hết toàn bộ, di chuyển từ đây về Nha Trang khoảng tầm 23 km. Và bây giờ em Hùng sẽ dẫn quý anh chị mình cùng đi với em Hùng từ ngay vị trí lô đất để mình di chuyển ra đường Hương Lộ 39, thì để cho quý anh chị mình xem thử lại trên đường vào lô đất này khu vực dân cư, làng xóm và đường xá sẽ như thế nào nha anh chị. Dạ. Thì từ cái vị trí lô đất chúng ta di chuyển theo đường bê tông theo hướng đi ra Hương Lộ 39 là chỉ khoảng tầm 120 m thì mình sẽ có một cái ngã tư giao nhau giữa đường liên thôn như thế này nha anh chị. Rồi từ đây chúng ta sẽ rẽ qua bên tay trái để mình di chuyển ra hướng hướng đường Hương Lộ 39 nè. Khu vực này ở phía ngoài này thì dân cư là rất là đông rồi anh chị ơi. Dạ. Nhưng mà chỉ có điều rằng là nhà cũng không to lắm, khu vực này thì nhà cũng nhỏ thôi. Chắc có lẽ rằng là những người dân họ ở đây từ là khu dân cư rất lâu đời rồi. Và trên đường đi như vậy thì chúng ta sẽ đi ngang qua cao tốc nha anh chị. Dạ, từ cái vị trí ngã tư đó chúng ta di chuyển thêm khoảng tầm 150 m nữa hoặc là 200 m nữa. Chúng ta sẽ đi lên cầu vượt giao nhau với lại cao tốc Bắc Nam. Thì đoạn này chúng ta sẽ bắt đầu lên cầu vượt này cả nhà. Ở khu vực này là đường cao tốc Bắc Nam băng ngang qua, và một cái điểm mạnh ở ở cái con đường này là chúng ta sẽ đi lên cầu vượt chứ thay vì là đi qua hầm cao tốc như một vài nơi khác. Và chính vì nhờ đi qua cầu vượt như vậy thì anh chị mình di chuyển xe cộ, kể cả là xe tải mình di chuyển nó cũng rất là dễ dàng. Đây, cả nhà mình xem phía dưới đây là cao tốc Bắc Nam nè anh chị ơi. Đây là cao tốc đoạn Cam Lâm Nha Trang nha cả nhà. Dạ.
một cao tốc cũng vừa mới được hình thành ngay đây, và bên hông cao tốc đó chính là con đường gom. Dạ rồi, em Hùng dẫn cái nhà mình đi tiếp nha cả nhà ơi. Từ ngay khu vực cao tốc này thì mình di chuyển ra hương lộ 39 là chỉ khoảng tầm 1 km nữa thôi. Em Hùng thấy được rằng là đường xá ở đây rất là đẹp, đa phần là đường trải nhựa, riêng trục đường chính này là đường trải nhựa hết. Và khu vực dân cư ở đây, đất ở đây rất là bằng phẳng, kẻ đẹp lắm anh chị. Đó, thì ngay ngã ba hương lộ 39 thì chúng ta sẽ có là trường tiểu học Suối Tiên ngay vị trí đó luôn nha cả nhà. Đây, khu vực thấy không? Ở khu vực dân cư đây rất là đông luôn anh chị. Đa phần là những dân cư họ ở đây rất là lâu đời luôn. Đó, ngay chỗ này chúng ta có một nhà vườn rất đẹp mà. Wow, anh chị thấy đẹp không? Đó, rồi chúng ta đã ra gần tới hương lộ 39 rồi nha cả nhà. Đấy, điện nước đầy đủ, dân cư ở những ngôi nhà mặt tiền trên này thì có vài nhà họ buôn bán tạp hóa, nên là ở đây là mình mua sắm những cái nhu yếu phẩm đời sống hàng ngày của mình là đầy đủ luôn nha anh chị. Rồi ngay ngã ba trước mặt của mình đó chính là đường hương lộ 39 anh chị ơi. Trên này em Hùng thấy được rằng là nhà cửa ai cũng có đất đai rộng rãi hết, rất là đẹp đó. Rồi thì đây là ngã ba giao nhau giữa đường hương lộ 39 và con đường liên thôn. Thì nếu như anh chị mình di chuyển theo hướng bên tay phải này của em nè, mình sẽ di chuyển vào xã Suối Cát. Ở đó có một ngôi chợ rất là lớn, từ đây vào xã chỉ khoảng tầm 1,5 km thôi. Còn khi anh chị mình muốn di chuyển về lại trung tâm xã Suối Tiên, mình sẽ đi di chuyển theo hướng này. Như là đoạn đầu video em Hùng có giới thiệu, và hướng này sẽ dẫn chúng ta ra quốc lộ 27C để di chuyển vào thành phố Nha Trang luôn. Em Hùng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành chút thời gian xem em Hùng review lô đất tọa lạc tại xã Suối Tiên của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Và với giá bán cho bất động sản này chỉ 1 tỷ 750 triệu, chia ra đơn giá là chỉ có 3.700.000 trên một mét vuông thôi. Dạ, và nếu như quý anh chị quan tâm, xin hãy vui lòng liên hệ với em Hùng qua số điện thoại có trên màn hình, hoặc có thể kết bạn Zalo để em Hùng gửi vị trí bất động sản cũng như là sổ hồng pháp lý cho anh chị mình cùng tham khảo qua. Em Hùng xin chân thành cảm ơn, và em Hùng xin mến chúc cho mình nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhiều hạnh phúc. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh của em, ấn vào chuông thông báo để mỗi khi em Hùng review bất động sản tại thành phố Nha Trang cũng như là huyện Diên Khánh và đăng tải lên kênh YouTube thì quý anh chị mình sẽ nhận được thông báo và cùng đón xem với em Hùng. Em Hùng xin chân thành cảm ơn, và em Hùng xin kết thúc video ngay tại đây.